Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Một chàng trai trẻ người Nhật Bản thuê một công ty vệ sinh dọn dẹp căn nhà 4 phòng ngủ của mình ở Kyoto. Căn nhà này lâu ngày không được dọn dẹp nên rất bừa bộn, trông như nhà rác. Ở Nhật Bản, từ nhà rác được dùng để mô tả những nơi ở đặc biệt bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối và có thể trở thành nơi sinh sôi của sâu bọ. Do đó cần phải có dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp. Mẹ của chàng trai mất tích khoảng 10 năm trước, cha anh cũng qua đời vài năm sau đó, còn chị gái anh chuyển đi nơi khác. Nam thanh niên đã sống một mình ở đây trong một thời gian dài. Khi chuẩn bị chuyển đi nơi khác để làm công việc mới, anh thuê công ty vệ sinh chuyên nghiệp đến dọn dẹp. Công ty cử 8 công nhân đến dọn dẹp với kế hoạch hoàn thành trong 7 giờ. Tuy nhiên, sau 3 giờ làm việc, họ đã phát hiện một điều đáng sợ. Khi nhấc chăn và đồ trải giường cũ lên, các nhân viên vệ sinh nhìn thấy những thứ trông giống như xương người mà ban đầu họ tưởng là mô hình nhưng sau đó họ sớm nhận ra đây là hai cốt và báo cho chủ nhà nghi ngờ bộ xương đó có thể là di cốt mẹ mình người đàn ông liên lạc ngay với cảnh sát và họ xác nhận đó chính là mẹ anh tại cơ quan điều tra nam thanh niên nói mẹ anh có thể đã lặng lẽ qua đời trong phòng vì bà thường xuyên rời khỏi nhà trong nhiều ngày mà không báo trước và hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai anh nói có thể mẹ tôi đã trở về sau vài ngày xa nhà và không ai trong gia đình để ý ngoài ra vì ngôi nhà chứa đầy rác thải hôi thối nên không ai nhận thấy mùi lạ nào, nguyên nhân cái chết của bà và những vấn đề pháp lý liên quan chưa được cảnh sát tiết lộ. Tháng 2 năm 2024, công việc vệ sinh ngôi nhà đã hoàn thành, chi phí là 500.000 yên, tương đương 85 triệu đồng.